chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Sáng 3 tháng 8, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phần mở đầu, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trình bày chương trình làm việc, sau đó các đại biểu biểu quyết thông qua. Theo điều lệ Đảng, Ban chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai nhiệm kỳ đại hội, chịu trách nhiệm về mọi mặt của Đảng và đất nước, quyết định những vấn đề chiến lược và chủ trương, chính sách lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ban chấp hành Trung ương làm việc theo chương trình toàn khóa và hàng năm, họp thường lệ 6 tháng một lần và họp bất thường khi cần thiết. Khi Bộ Chính trị thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số ủy viên Ban chấp hành Trung ương đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường. Lần gần nhất là Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng sáng 16 tháng 5. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. Hội nghị Trung ương 9 bàn về một số vấn đề quan trọng. Ngày 16 tháng 5, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương 9 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Tại Hội nghị Trung ương 9, Trung ương sẽ bàn về các nội dung, đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta. Khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi, và đến năm 2045, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tròn 100 năm thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thời gian qua, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng, Tiểu ban Kinh tế Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này. Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể, nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo, trước hết là về các vấn đề, chủ đề và phương châm của đại hội, tiêu đề của báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị và tờ trình của tiểu ban văn kiện. Trong quá trình thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng nếu có, và xây dựng dự thảo điều lệ mới của Đảng, trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương có ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Cuối cùng, Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội Toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này để kịp thời hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới, sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị. Một lần nữa nhấn mạnh nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 9 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Trung ương cho ý kiến dự thảo chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 17 tháng 5, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương 9 bước vào ngày làm việc thứ 2. Văn phòng Trung ương Đảng cho biết ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng cho ý kiến vào đề án tổng kết chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Sau đó, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo. Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ báo cáo kinh tế, xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng là những báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng, là căn cứ cụ thể để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng, là căn cứ cụ thể, minh chứng cho sự đúng đắn của những nhận định, đánh giá tình hình và quán triệt, cụ thể hóa những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp được khái quát trong báo cáo chính trị, cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng nếu có và xây dựng dự thảo điều lệ mới của Đảng, trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc hết sức quan trọng, bảo đảm thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cần được các đồng chí Trung ương cho ý kiến. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 13 về vấn đề này, khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh.
trên cơ sở đó xây dựng dự thảo chỉ thị mới trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành. Đề nghị các trung ương quan tâm thảo luận thật cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy, thành phố trực thuộc trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố, về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam, về bầu cử cấp ủy và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, Tổng Bí thư lưu ý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!